Giá đất điều chỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cao nhất là khoảng 687 triệu đồng mỗi mét vuông. Nội dung đã được Hội đồng thẩm định của thành phố thống nhất bản giá đất điều chỉnh theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và chờ Ủy ban Nhân dân xem xét ban hành. Bên cạnh đó thì giá đất tại nhiều quận huyện lại giảm khá nhiều so với dự thảo hồi tháng 7. Tại khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thì những tuyến đường như là Đồng Khởi, Lê Lợi hay là Nguyễn Huệ thì mức giá điều chỉnh đã giảm xuống chỉ còn 687 triệu đồng mỗi mét vuông thay cho mức là 810 triệu đồng như bản dự thảo trước đó. Mức giá này đã tăng 4,2 lần so với bản giá đất hiện hành nhưng đã giảm xuống 16% so với bản dự thảo đề xuất hồi tháng 7. Nếu chưa tính hệ số K hay còn gọi là hệ số điều chỉnh thì giá đất điều chỉnh dự kiến tăng từ 4 đến 38 lần so với giá đất được quy định tại quyết định 02 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhiều vị trí lại giảm hơn 2 lần so với dự thảo hồi tháng 7. Trong đó, thành phố Thủ Đức là địa phương có thay đổi mạnh nhất theo dự thảo bản giá đất mới. Ví dụ như mức giá đất hiện hành tại khu vực này trung bình từ 5 đến 8 triệu đồng mỗi mét vuông. Tại dự thảo bản giá đất điều chỉnh mới, các tuyến đường như Trần Não, Lương Định Của có giá là 120 triệu đồng mỗi mét vuông. Nếu so với bản giá hồi tháng 7 là 149 triệu đồng mỗi mét vuông, tức là giá mới đã giảm 2 lần. Ngoài ra, giá đất tại 5 huyện vùng ven đã giảm khá mạnh theo bản giá đất điều chỉnh bổ sung. Mức giá mới đã giảm khoảng 20 đến 30% so với bản giá đất công bố trước đây.